Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, tại hội nghị giao ban công tác quý 1 với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các địa phương, toàn quốc đã khởi tố mới hơn 500 vụ án với 1.280 bị can về tội tham nhũng trong 3 tháng đầu năm 2023. 3 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo các địa phương đưa hơn 300 vụ án, 170 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi. Trong đó Hà Nội 48 vụ, Thanh Hóa và Ninh Thuận 10 vụ, Đồng Nai, Bắc Giang 9 vụ. Ban chỉ đạo các địa phương cũng đã tham mưu phát hiện, xử lý nhiều vụ tham nhũng, nhất là các vụ do Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi trên địa bàn như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC đăng kiểm. Bên cạnh đó, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh phù hợp yêu cầu thực tiễn, thể hiện sự nhất trí cao trong phòng chống tham nhũng. Nhiều địa phương đã xử lý nghiêm tham nhũng liên quan đến cán bộ diện tỉnh ủy quản lý, góp phần khắc phục trên nóng dưới lạnh như Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hòa Bình và Thái Nguyên. Tuy nhiên, ông Trạc lưu ý, tránh tình trạng tắc trách được chăng hay chớ, lúc ra mắt rầm rộ nhưng sau cứ thư thớt nguội lạnh dần. Ông đề nghị Ban chỉ đạo địa phương có chương trình, kế hoạch, quy chế bài bản, đôn đốc thường xuyên và các tỉnh thành thời gian tới tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực chuyên môn sâu, khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, vấn đề nổi cộng gây bức xúc xã hội. Các lĩnh vực sẽ được tăng cường giám sát gồm quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công, quy hoạch đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu, đấu giá, chứng khoán, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, y tế, giáo dục, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Đồng thời, địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án liên quan đến Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát và đăng kiểm y tế, giáo dục. Các vụ án liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cũng cần xử lý dứt điểm để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Trước đó, phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vào sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại việc xử lý kỷ luật hai ủy viên Trung ương gồm ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long liên quan vụ án Việt Á. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được Đảng ta tiến hành kiên trì, nhân văn, có lý, có tình, làm bài bản, hết sức thuyết phục. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai đồng chí này đều là ủy viên Trung ương Đảng, vừa qua đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức một số chức khác. Sau khi có kết luận của Ủy ban kiểm tra, kỷ luật Đảng làm trước, kỷ luật hành chính tiếp theo rồi mới đến kỷ luật hình sự, gần như thành lý luận về phòng chống tham nhũng, thành bài học để giai đoạn sắp tới tiếp tục làm thế nào cho tốt, nhất là khi chúng ta thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Theo Tổng Bí thư, với cách làm bài bản như vậy, bản thân các đương sự cũng đã nhận ra các sai sót, khuyết điểm, đó là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn, đây là bài học răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo người khác đừng đi vào vết xe đổ. Tổng Bí thư chia sẻ thêm, không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ đã nói, phải cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cây. Theo người đứng đầu Đảng, lần này Trung ương quyết định thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh và hiện nay một số tỉnh đã thành lập. Ngày 30 tới đây sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng kể từ khi Ban chỉ đạo Trung ương được thành lập do Tổng Bí thư làm trưởng ban chỉ đạo. Hội nghị nhằm tổng kết rút kinh nghiệm, chỉ ra các bài học để giai đoạn tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là trong bối cảnh các tỉnh thành phố trong cả nước đang triển khai thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh với tinh thần xuyên suốt của Đảng và nhà nước là trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tổng Bí thư nhấn mạnh, lần trước tôi đã nói, anh nào trong ban chỉ đạo mà vi phạm thì xử lý trước. Đồng thời cho biết, hội nghị tổng kết 10 năm thành lập ban chỉ đạo Trung ương cũng chính là bồi dưỡng cho các ban chỉ đạo cấp tỉnh làm sao thống nhất từ Trung ương tới địa phương, làm sao phải đúng vai, thuộc bài. Ban chỉ đạo cấp tỉnh giúp cấp ủy chính quyền tham mưu để giải quyết những công việc liên quan phòng chống tham nhũng. Đây không phải chỉ là chống mà còn phải phòng, chủ trương, chính sách thế nào để không thể, không dám, không cần, không muốn tham nhũng. Cả một cơ chế hệ thống như vậy, với lý do thế này thế khác, làm những việc vừa sai pháp luật, vừa trái với đạo lý, vừa không đúng phẩm chất đạo đức là không được.
trong năm 2022, vụ án Việt Á trở thành một trong những vụ án khiến dư luận chấn động. Đến thời điểm hiện tại, nhìn lại toàn cảnh vụ việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á và các đơn vị địa phương, nhiều người vẫn cảm thấy bất ngờ vì mức độ ảnh hưởng của nó. Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, đồng thời người này giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Thời điểm năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, kéo theo đó là nhu cầu về trang thiết bị phòng chống dịch rất lớn, nhất là bộ sinh phẩm xét nghiệm, gọi tắt là kit test. Trong bối cảnh ấy, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19. Học viện Quân y được tin tưởng giao chủ trì thực hiện sản phẩm kit test Made in Việt Nam. Khi kit test được Bộ Y tế cấp phép, kết quả nghiên cứu này lại được ưu ái chuyển giao cho Công ty Việt Á. Đến cuối năm 2021, Công ty Việt Á đã cung ứng kit test Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC và các cơ sở y tế của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu xét nghiệm tăng cao, dẫn đến chi phí xét nghiệm cao, doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng bối cảnh này, Việt Á đã bắt tay với một số cán bộ lãnh đạo thổi giá để lấy tiền bỏ túi riêng. Theo Bộ Công an, kết quả điều tra bước đầu xác định ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit test lên khoảng 45%. Số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Việt, số tiền chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Ngoài việc được Bộ Khoa học và Công nghệ ưu ái để đưa Việt Á danh chính ngôn thuận, trở thành đơn vị được lựa chọn để cung cấp kit test, website của bộ này đã đăng tải thông tin về việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận bộ kit test do Công ty Việt Á sản xuất. Nhưng thực tế không được chấp thuận. Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án, thông tin này đã bị gỡ bỏ. Về phía Bộ Y tế, cơ quan này là đơn vị cấp phép lưu hành cho bộ kit test của Công ty Việt Á. Bộ Y tế từng khẳng định, các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Tính đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit test cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Và để có thể vươn vòi đến từng địa phương, Công ty Việt Á sử dụng chiêu chi hoa hồng với số tiền cực khủng. Dưới sự chỉ đạo của Phan Quốc Việt, nhân viên công ty đã chi tới gần 800 tỷ đồng nhằm lãi quả cho lãnh đạo các sở y tế. 800 tỷ đồng là số tiền mà các bị can khai dùng để bôi trơn, lót tay. Số tiền này còn lớn hơn con số hưởng lợi bất chính 500 tỷ đồng của Việt Á. Không chỉ một hai người trong cơ quan nhà nước, mà đại án Việt Á còn cưa đổ hàng trăm cán bộ công chức bằng hình thức viên đạn bọc đường. Đơn cử tại Hải Dương, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh, nhận của Việt Á số tiền lên tới 27 tỷ đồng. Đổi lại, Việt Á ký được 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Tương tự tại Bắc Giang, ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC tỉnh cùng hai bị can khác cũng bị cáo buộc có hành vi thông đồng cấu kết với các đối tượng liên quan, vi phạm các quy định về luật đấu thầu mua kit test do Công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, đã phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản lên đến khoảng 1.600 tỷ đồng liên quan đến đại án. Bên cạnh đó, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, tập trung lực lượng, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án với tinh thần thượng tôn pháp luật, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!